Hey guys, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn unit 6, Where Harry Teaches. Hôm nay các cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 6, nói về các di sản thế giới. Lesson 2. Can you describe ways to preserve where Harry teaches? Use a modal verb should to give advice and reach an agreement in a group. Conversation skill, asking for opinions. Trong bài, trong tiết số 2 ngày hôm nay, các em sẽ cùng nhau học về cách miêu tả những cái cách để bảo tồn di sản thế giới và sử dụng động từ khuyết thiếu should để đưa ra lời khuyên và đạt đến một bản thỏa thuận trong một nhóm. Trong phần kỹ năng hội thoại, các em sẽ được cách hỏi về ý kiến của mọi người. Now, look at task 1. Let's talk. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nhìn vào phần đầu tiên. Let's talk. In pairs, how would you describe the building in the picture? Which old and famous place would you like to visit and why? Bài này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo cặp này. Bạn sẽ mô tả các tòa nhà trong bức tranh này như thế nào? Và những nơi cũ và nổi tiếng bạn muốn đến thăm là nơi nào? Và tại sao? Đầu tiên nhìn trong bức tranh, các em thấy đây chính là Mỹ Sơn Sanctuary, Quảng Nam, Việt Nam. Đây chính là thánh địa Mỹ Sơn thuộc về tỉnh Quảng Nam của Việt Nam chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là cái tòa nhà trong bức tranh này thì đã trông rất là gì? À, trông rất là cũ rồi, đúng không? Và nhưng mà nó đã được chạm khắc khá là tinh xảo và mang nhiều nét kiến trúc lịch sử tiêu biểu của Việt Nam. Và trong ý thứ hai thì bạn sẽ muốn đến một cái nơi nào cùng đúng không? Vậy thì tôi muốn đến tham quan lăng vua Khải Định. Bởi vì về kiến trúc thì lăng Khải Định mang cái mới, cái lạ, cái độc đáo và cái ngông nghênh lạc lõng và tạo ra từ những cái phong cách kiến trúc rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu đầu tiên trước. Đầu tiên miêu tả bức ảnh này đúng không? Miêu tả tòa nhà trong bức tranh. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói là cái tòa nhà trong bức tranh thì trông rất là gì? À, trông rất là cũ, đúng không? Rồi, đầu tiên các em vào phần Let's Talk. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nói là the building in the picture looks very old. The building in the picture looks very old. The building in the picture looks very old and is carved. Got the carve là chạm khắc này. Quite finely. Nhưng mà được chạm khắc rất là tinh xảo đúng không? Bearing many typical historical many typical historical architectural feature. Đó. Cái tòa nhà trong bức tranh thì trông rất là cũ đúng không? Và được chạm khắc khá là tinh xảo và mang nhiều nét kiến trúc lịch sử tiêu biểu. Rồi, và ý thứ hai thì chúng ta sẽ muốn đi đâu nhỉ? Chúng ta đến lăng vua Khải Định đi. Vậy chúng ta sẽ nói là I want to visit the tomb of King Khải Định. I want to visit the tomb of Khải Định, the tomb of King Khải Định, vua Khải Định, chúng ta nói là King Khải Định. Because the architecture of Khải Định tomb. Bởi vì kiến trúc của cái lăng Khải Định này đúng không?
Bring something new. Bring something new. Mang những cái thứ mới mẻ này, đúng không? Strange. Có đôi khi là hơi lạ, đúng không? Unique. Độc đáo này. Proud. Rất là đáng tự hào. And out of place. Và đôi khi là có một phần gì đó nó hơi lạc lõng, đúng không? Tất cả cái này thì được tạo ra, created from architectural style. Architectural style. Đó. Tất cả cái này được tạo ra từ một cái phong cách kiến trúc. Rồi, chúng ta sẽ cùng thực hành lại nhé. The building in the picture looks very old and is carved quite finely, bearing many typical historical architectural features. I want to visit the tomb of King Khải Định because the architecture of Khải Định tombs bring something new, strange, unique, proud, our place, created from architectural style. Rồi, vậy đó chính là phần Let's Talk. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần New Words, từ mới. Các em sẽ cùng nhau nhìn vào phần từ mới dưới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại các từ mới này nhé. New Word. Rồi, các từ in đậm chính là các từ mới. Chúng ta sẽ xem câu đầu tiên. Chúng ta có động từ preserve. Preserve, các bạn ghi từ mới luôn. Preserve, động từ mang nghĩa là bảo tồn. Bảo tồn. Rồi, chúng ta cùng đọc nhé. We have to preserve heritage sites so that people can enjoy them. Can enjoy them in the future. Câu này có nghĩa là chúng tôi đã bảo tồn các di sản để mọi người có thể thưởng thức chúng trong tương lai. Cái phần new words phần A, các người ta có yêu cầu là hãy đọc các read the sentence then write the bold words in the conversation. Bạn yêu cầu là đọc các câu sau đó viết các từ in đậm trong đoạn hội thoại. Chúng ta sẽ viết vào cái đoạn hội thoại này. Rồi, bây giờ các em sẽ xem nghĩa của các từ đã, sau đó chúng ta xem nghĩa các câu luôn. Và chúng ta sẽ điền vào những chỗ này sau nhé. Đó, vậy chúng ta có động từ đầu tiên, preserve, là bảo tồn. Và câu này có nghĩa là chúng tôi đã phải bảo tồn các di sản để mọi người có thể thưởng thức chúng trong tương lai, đúng không? Đó, next one. Chúng ta có tiếp tục có một tính từ historical. Historical. Đây là một tính từ. Chúng ta có history là lịch sử, đúng không? Vậy thì historical thì đây cũng là một tính từ mang nghĩa là lịch sử thôi. Thuộc về lịch sử nhé. Có thể là thuộc về lịch sử. Vậy chúng ta có câu văn như sau. The One Pillar Pagoda in Hà Nội is a historical building. Câu này có nghĩa là chùa một cột ở Hà Nội, đúng không? Là một công trình lịch sử. Next one, chúng ta có tiếp tục có động từ knock down. Knock down. Động từ. Và chúng ta có động từ knock down mang nghĩa là phá bỏ. Phá bỏ. Chúng ta cùng xem. They build us more. They build a mall after they knock down the old building. Câu này mang nghĩa là họ đã xây dựng một trung tâm thương mại sau khi phá bỏ tòa nhà cũ. Đó, vậy knock down là phá bỏ. Tiếp tục chúng ta có động từ prevent. Động từ prevent mang nghĩa là ngăn chặn. Ngăn chặn. Rồi, chúng ta cùng xem.
We have to prevent visitors from leaving trash on the beach. Câu này có nghĩa là chúng tôi đã phải ngăn chặn du khách, đúng không? Bỏ rác trên bãi biển hay là vứt rác trên bãi biển đấy. Next one, chúng ta có động từ pass along. Đây là một cụm động từ, đúng không? Pass along. Và chúng ta có động từ pass along là thông qua luật. Thông qua luật. Thông qua luật. Pass along. Chúng ta sẽ dịch nghĩa câu này như sau. We should pass a law that stops people putting up buildings at World Heritage Sites. Câu này có nghĩa là chúng ta nên thông qua luật là ngăn chặn mọi người xây dựng, đúng không? Xây dựng các tòa nhà ở các di sản thế giới. Và từ cuối cùng chúng ta có từ stature. 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 Đây là một danh từ và stature mang nghĩa là tượng, bức tượng. Bức tượng. Chúng ta sẽ cùng xem này. There's a big golden statue of a lion in the center of my town. Câu này có nghĩa là có một cái bức tượng sư tử lớn bằng vàng ở trung tâm thị trấn của tôi. Đó. Rồi, vậy đó là các từ mới liên quan đến bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và điền các từ mới này vào các chỗ trống trong phần, trong một cái đoạn hội thoại sau đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn hội thoại này nhé. Đầu tiên, người A có nói là gì đây? Let's discuss what we can do to prevent our important cultural sites from disappearing. Đầu tiên, câu này có nghĩa là hãy cùng nhau thảo luận xem là chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn các địa điểm văn hóa quan trọng của chúng ta đang biến mất, đúng không? Đang dần biến mất. Bây giờ người B nói là gì? Well, firstly, we should do our best to dot dot the places that currently exist. Người B nói là gì? Đầu tiên thì chúng ta nên cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức để cái gì đó những nơi hiện đang tồn tại. Đó, vậy chúng ta nên cố gắng hết sức để làm gì? Vậy câu 2 chỗ này phải điền một động từ này. Đó, cố gắng hết sức để gì? Preserve là để bảo tồn, knock down là để phá bỏ, prevent là để ngăn chặn, pass a law là để thông qua luật. Thì chúng ta sẽ điền là gì? Đầu tiên chúng ta phải cố gắng hết sức để gì? Để bảo tồn, đúng không? Đó, để bảo tồn những nơi hiện đang tồn tại nhá. Bảo tồn. Đó. Bảo tồn nghĩa là tiếp tục duy trì đấy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền câu số 2 là từ preserve. Đó. Tiếp tục. Vậy chúng ta sẽ làm cố gắng hết sức để bảo tồn những nơi mà nó đang tồn tại. Tiếp tục, người A nói tiếp là gì? I agree. There are many dot-dot sites that are thousands of years old, so we cannot lose them now. Người A nói là gì? Tôi đồng ý, đúng không? Có rất nhiều cái gì đó, địa điểm mà nó đã hàng ngàn năm tuổi rồi, đúng không? Vì vậy, chúng ta không thể đánh mất nó bây giờ, đánh mất chúng bây giờ. Vậy chỗ này size là danh từ. Vậy các bạn, câu số 3 các bạn phải điền một tính từ ở đây. Đó. Vậy chúng ta có tính từ là tính từ historical, đúng không? Vậy chỗ này ý là có rất nhiều những cái gì nhỉ? Những di tích lịch sử, đúng không? Những địa điểm lịch sử mà đã hàng nghìn năm, hàng ngàn năm tuổi rồi. Đó, vậy câu số 3 các bạn sẽ điền từ historical. Đó. Tôi đồng ý, đúng không? Có rất là nhiều những di tích lịch sử mà hàng ngàn năm tuổi. Do vậy chúng ta không thể đánh mất chúng ngay bây giờ, đúng không? Tiếp tục, người B nói tiếp là gì nhỉ? Yes, we shouldn't dot dot any old buildings.
They are all parts of our country history. Vậy sau shouldn't các bạn lại tiếp tục điền một động từ. Câu này nghĩa là gì? Vâng, đúng không? Chúng ta không nên cái gì đó, bất kỳ tòa nhà cũ nào. Tất cả đều là một phần của lịch sử đất nước của chúng ta. Đó, vậy chúng ta không nên làm gì ở đây? Vậy câu 4 sẽ điền một động từ ở đây. Vậy chúng ta preserve, chúng ta điền rồi này, đúng không? Chúng ta còn động từ knock down là phá bỏ, hay là thông qua luật, hay là prevent là ngăn chặn. Đó. Vậy chúng ta không nên gì nhỉ? À, chúng ta không nên phá bỏ bất kỳ tòa nhà cũ nào, đúng không? À, bởi vì tất cả đều là một phần của lịch sử đất nước chúng ta. Do vậy các bạn câu số 4 các bạn sẽ điền từ knock down. Đó, chúng ta không nên phá bỏ bất cứ tòa nhà cũ nào. Ok, next one. Chúng ta xem tiếp. A nói tiếp này. And not only buildings, we should also look after other impressive cultural pieces like dot dots. Và không chỉ các tòa nhà, mà chúng ta cũng nên chăm sóc các tác phẩm văn hóa ấn tượng khác như là. Vậy chỗ này sẽ điền một danh từ này. Như là cái gì đó. Vậy danh từ chúng ta còn một danh từ đó chính là statue. Vậy các em sẽ điền câu này là như là những bức tượng, đúng không? Đó, như là những bức tượng chẳng hạn. Tiếp tục câu number 6. I think we should dot dot to stop people knocking down historical buildings. Câu này có nghĩa là tôi nghĩ là chúng ta nên, về sau nên điền một động từ này. Cái gì đó để ngăn chặn mọi người phá bỏ các tòa nhà lịch sử. Đó, để chúng ta nên làm gì nhỉ? Và chúng ta còn một động từ cuối cùng cần điền ở đây, đó chính là động từ pass the law. Vậy là tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thông qua luật, đúng không? Để ngăn chặn mọi người phá bỏ các tòa nhà lịch sử. Và người A nói là gì? Good ideas. À, thật là ý kiến hay, đúng không? Rồi, đó là đáp án trong phần A, new words. Bây giờ các em sẽ cùng nhau lắng nghe và nhắc lại các cụm từ này nhé. Unit 6, World Heritages. Lesson 2, new words. Number 1, prevent. Number 2, preserve. Number 3, historical. Number 4, knock down. Number 5, statue. Number 6, pass a law. Rồi, ok. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần new words A. Bây giờ các em sẽ nhìn vào phần new words B. In pairs, do you know any historical buildings or heritages? What are they? Bài này có yêu cầu như sau. Hãy làm việc theo cặp này. Bạn có biết tòa nhà hoặc di sản lịch sử nào hay không? Và chúng là gì? Lấy ví dụ như sau. Mỹ Sơn has many historical buildings. Câu này có nghĩa là Mỹ Sơn có rất nhiều tòa nhà lịch sử. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ xem nào. Ví dụ như là ở Ấn Độ, đúng không? Có rất nhiều các tòa nhà lịch sử. Và một trong những công trình nổi bật nhất đó chính là Taj Mahal, nằm ở Agra, Uttar Pradesh, đúng không? Pradesh. Và đó là một cái tòa nhà rất là tráng lệ và được coi là một trong những biểu tượng di sản kiến trúc của Ấn Độ. Đó, với tòa nhà rất là nổi tiếng trên thế giới các em nhé. Vậy chúng ta sẽ nói phần này, phần new words B. Đầu tiên chúng ta nói là gì nhỉ? Có rất nhiều tòa nhà lịch sử ở Ấn Độ. Đó. There are numerous
There are numerous historical buildings. Historical building. In India. And one of the most striking ones is the Taj Mahal. Which is located in Agra, Uttar Pradesh. It's a magnificent building, and is considered a symbol of India architectural heritage. Rồi. Đó, vậy là có rất nhiều tòa nhà lịch sử ở Ấn Độ, đúng không? Và một trong những thông công trình nổi bật nhất là Taj Mahal nằm ở Agra, Uttar Pradesh. Và đó là một công trình, một tòa nhà tráng lệ và được coi là biểu tượng di sản kiến trúc của Ấn Độ. Chúng ta sẽ nói lại như sau. There are numerous historical buildings in India, and one of the most striking ones is Taj Mahal, which is located in Agra, Uttar Pradesh. It's a magnificent building and is considered a symbol of India's architectural heritage. Rồi, và đó là phần new words. Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần listening, kỹ năng nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào và đọc phần yêu cầu phần listening. A. Listen to city officials discussing a reservation project. Do they agree on the plan? Number one, yes. Number two, no. Bài này yêu cầu như sau. Hãy lắng nghe các quan chức trong thành phố thảo luận về một dự án bảo tồn. Họ có đồng ý về kế hoạch hay không? Một là có và hai là không. Và chúng ta làm luôn phần B. Chúng ta cũng đọc luôn yêu cầu phần B như sau. B. Now, listen and fill in the blanks. Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống. Chúng ta có 5 câu tương ứng với nó là 5 chỗ trống khác nhau. Chúng ta cùng xem các câu hỏi nha. Number 1. Gwen and Jennifer still have a few more weeks before they have to dot out their plans. Câu này có nghĩa là Quân và Jennifer thì vẫn còn vài tuần nữa, đúng không? Trước khi họ phải cái gì đó, kế hoạch của mình. Number 2. Jennifer think they should look at the dot dot to preserve the old statue and buildings. Câu này có nghĩa là Jennifer nghĩ rằng là họ nên xem xét cái gì đó để bảo tồn các bức tượng và tòa nhà cũ. Number 3. A company wants to knock down the old buildings and build expensive dot dot. Câu này có nghĩa là một công ty thì đã muốn phá bỏ những tòa nhà cũ và xây dựng cái gì đó đắt tiền, đúng không? Xây dựng cái gì đó đắt tiền ở đây. Number 4. Jennifer thinks they should dot dot the company from knocking down the buildings. Câu này có nghĩa là Jennifer nghĩ rằng là họ
nên cái gì đó, cái công ty mà phá bỏ các tòa nhà. And number 5, Gwen wants to turn the unused apartments into a dot dot or closed stores. Câu này có nghĩa là Quân đang muốn biến, đúng không, những cái căn hộ không sử dụng thành một cái gì đó, hoặc là các cửa hàng quần áo. Đó, vậy mình sẽ đọc bài xem là muốn biến cái căn hộ thành cái gì nhé. À, lắng nghe nhé. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe. Anh nghe số 2. Listening. Listen to a conversation about preserving heritage. Hi, Jennifer. Is this a good time to talk about the project? Hi, Wong. Sure, let's talk in the conference room. So, we still have a few more weeks before we have to present our plan to the city. What do you think we should do? I think we should look at how much it will cost to preserve the old statues and buildings. What do you think? I agree. If it costs more than what we can make from tourism, I'm not sure we can preserve them all. You're right. And there's a company offering the city a lot of money to knock them down so they can build luxury apartments. It would be terrible to lose all those historical buildings. The pagoda and the statues are over 200 years old. We should definitely prevent them from knocking that down. Yes, the pagoda is the most popular tourist attraction in the area. What about the old apartments? They don't make much money. Teenagers mostly just go there to take photos for their social media. I've been thinking about that. I think we should change the empty apartments into clothes stores or even a museum. It was a popular idea in my city. And we can keep the original look of the outside of the building. What's your opinion? Great idea. I believe that will work. Okay, I'll go back to my desk and type up the plan. Rồi, chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa Quân và Jennifer. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nhìn vào phần transcript và chúng ta sẽ xem ở đoạn hội thoại này nói về chuyện vấn đề gì nhé. Đầu tiên, Quân có nói là gì nhỉ? Hi Jennifer, is this a good time to talk about the project? Chào Jennifer, đây có phải là một thời điểm tốt để nói về dự án không? Và Jennifer trả lời, Hi Quân, sure. Let's talk in the conference room. À, chào Quân, chắc chắn rồi. Chúng ta hãy nói chuyện trong phòng họp nhé. Quân, so, we still have a few more weeks before we have to present our plan to the city. What do you think we should do? Quân nói là gì nhỉ? Như vậy thì chúng ta còn vài tuần nữa, đúng không? Trước khi chúng ta phải thuyết trình cái dự án của chúng ta với thành phố. Và bạn nghĩ là chúng ta nên làm gì, đúng không? Jennifer nói như sau. I think we should look at how much it will cost to preserve the old state statue and buildings. What do you think? À, tôi nghĩ là chúng ta nên xem xét cái chi phí để bảo tồn những bức tượng cũ và những tòa nhà cũ là bao nhiêu. Và bạn nghĩ sao? Quân nói là gì? I agree. Tôi đồng ý. Jennifer nói tiếp là gì nhỉ? If it costs more than what we can make from tourism, I'm not sure we can preserve them all. Jennifer có nói là gì nhỉ? Nếu mà chi phí cao hơn những gì mà chúng ta có thể kiếm được từ du lịch, thì tôi không chắc là chúng ta có thể bảo tồn được tất cả đâu. Và Quân nói tiếp là gì nhỉ? You're right. And there's a company offering the city a lot of money to knock them down so they can build luxury apartments. À, bạn nói đúng đấy, đúng không? Và đã có một công ty cung cấp cho thành phố rất là nhiều tiền để có thể đánh sập, để có thể gì nhỉ? Phá bỏ chúng, đúng không? Do vậy, họ có thể xây dựng những căn hộ cao cấp. Jennifer nói tiếp là gì? It would be terrible to lose all those historical buildings. The pagoda and the statues are over 200 years old. We should definitely prevent them from knocking that down. Jennifer nói là gì nhỉ? Sẽ thật là khủng khiếp nếu mà
mất đi tất cả những tòa nhà lịch sử, đúng không? Những ngôi chùa và những bức tượng đã hơn 200 năm tuổi. Chúng ta chắc chắn nên ngăn chặn họ, phá bỏ chúng. Và Quân nói là gì nhỉ? Yes, the pagoda is the most popular tourist attraction in the area. À đúng vậy, đúng không? Chùa là một cái điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực này. Và Jennifer nói tiếp là gì nhỉ? What about the old apartment departments? They don't make much money. Teenagers mostly just go there to take photo for their social media. Jennifer nói là gì nhỉ? Vậy còn các khoa cũ thì sao, đúng không? Chúng đã không kiếm được nhiều tiền nữa rồi. Các thanh thiếu niên bây giờ chỉ đến đó để chụp ảnh cho phương tiện truyền thông xã hội của họ thôi. Và Quân nói là gì nhỉ? I've been thinking about that. I think we should change the empty apartment into a clothes store or even a museum. It was a popular idea in my city, and we can keep the original look of the outside of the building. What's your opinion? Mà Quân nói là gì nhỉ? Tôi đã nghĩ về điều đó rồi. Tôi nghĩ là chúng ta nên biến những căn hộ trống thành những cửa hàng, đúng không? Đã đóng cửa hoặc là thậm chí là một viện bảo tàng. Đó là một ý tưởng phổ biến trong thành phố của tôi. Và chúng tôi có thể giữ nguyên hình dáng của nó, hình dáng bên ngoài của tòa nhà. Vậy ý kiến của bạn là gì? Jennifer nói là gì nhỉ? What a great idea! I believe that will work. À, thật là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Tôi tin rằng nó sẽ hiệu quả, đúng không? Quân trả lời gì? Okay, I'll go back to my desk and tie up my plan. À, được rồi. Vậy tôi sẽ về bàn và viết kế hoạch. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần transcript. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời nhé. Đầu tiên là họ có đồng ý, đúng không, vào cái dự định này không? Vào cái dự án này không? Vậy họ có đồng ý không nhỉ? Quân nói là gì? I agree được rồi. Tôi có đồng ý, đúng không? Vậy thì họ có đồng ý nhá. Do vậy nên câu này các em sẽ khoanh vào đáp án yes. Đó, họ có đồng ý. Ok, next one, number 2. Bây giờ các em sẽ cùng nhau xem rằng là những cái phần còn trống thì chúng ta sẽ điền từ nào cho phù hợp. Chúng ta cùng xem number 1. Quân and Jennifer still have a few more weeks before they have to their plans. Bây giờ chúng ta sẽ thấy trong bài có một câu là gì nhỉ? Đây, cái câu y hệt như thế luôn. Đây, so we still have a few more weeks before we have to present our plan to the city. Đó, đây, các bạn có thể nhìn thấy cái câu này đây. Đó, do vậy chúng ta vẫn còn vài tuần, đúng không? Trước khi chúng ta phải thuyết trình cái dự án của chúng ta với thành phố. Vậy chúng ta sẽ điền từ gì nhỉ? Trước khi họ phải gì? Họ phải thuyết trình, đúng không? Họ phải trình bày cái kế hoạch của mình. Do vậy câu số 1 các em sẽ điền từ present. Đó, present. Bây giờ các em sang câu số 2 này. Jennifer thinks they should look at the dot to preserve the old statue and buildings. Jennifer vẫn nghĩ rằng là họ nên xem xét cái gì để bảo tồn những tòa nhà, những bức tượng và tòa nhà cũ. Vậy chúng ta thấy rằng Jennifer, trong đoạn hội thoại của Jennifer có nói như sau. Đây, cái câu này đây. I think we should look at how much it will cost to preserve the old buildings and the old statue and buildings. Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn vào giá tiền, đúng không? Sẽ tốn bao nhiêu tiền để bảo tồn những bức tượng và tòa nhà cũ. Vậy là nghĩ rằng họ nên nhìn vào những cái gì nhỉ? Họ nhìn vào chi phí, đúng không? Họ sẽ xem xét vào các chi phí bảo tồn. Vậy các bạn sẽ điền từ này là từ gì nhỉ? Chi phí, chúng ta có từ cost. Cost. Đó. Look at the cost. Yeah, to preserve. Ok, next one, number 3.
A company wants to knock down the buildings and build expensive dot dot. Rồi tiếp tục trong bài còn nói đến là gì nhỉ? À, một công ty muốn phá bỏ những tòa nhà cũ và xây dựng những cái gì đó đắt tiền. Đây chúng ta sẽ thấy trong bài. Trong bài nghe có một câu như sau. À, có một công ty đây rồi. There's a company offering the city a lot of money to knock them down so they can build luxury apartments. Đó. Bạn nói đúng rồi đấy, đúng không? À, có một công ty đang yêu cầu thành phố rất là nhiều tiền để phá bỏ chúng. Do vậy họ có thể xây lên những căn hộ rất đắt tiền. Đó chính là những căn hộ cao cấp, căn hộ đắt tiền. Do vậy những câu số 3 các bạn sẽ điền được cụm từ là apartments. Apartment. Đó, xây lên những căn hộ rất là đắt tiền. Apartments. Ok, next number 4, câu số 4. Jennifer thinks they should dot out the company from knocking down the buildings. Jennifer nghĩ rằng là họ nên làm như thế nào, đúng không? Các công ty đã phá bỏ các tòa nhà. Vậy trong đoạn hội thoại của Jennifer có nói như sau. We should definitely prevent them from knocking that down. Chúng ta nên thực sự là phải ngăn chặn họ từ việc phá bỏ cái đó, đúng không? Vậy thì chúng ta câu này phải nên làm gì nhỉ? À, nên ngăn chặn. Vậy chúng ta sẽ điền động từ ngăn chặn, prevent. Nên ngăn chặn họ. And the last one, number 5. One wants to turn the unused apartment into a dot dot or closed stores. Vậy cuối cùng thì Quân muốn là biến những căn hộ không sử dụng thành cái gì, hoặc là cửa hàng quần áo. Vậy chúng ta sẽ thấy trong bài, trong cái đoạn của Quân nói, đúng không? Đây. Ở đây chúng ta có một câu là gì nhỉ? I think we should change the empty apartment into closed store. Đó. Or even a museum. Quân nói là gì nhỉ? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi những cái căn hộ trống, chuyển thành những cái gì? À, những cửa hàng quần áo. Sorry các bạn, đây là từ quần áo. Đó, những cửa hàng quần áo. Hoặc thậm chí là một cái bảo tàng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là biến những căn hộ không sử dụng trở thành một cái gì? À, một cái bảo tàng, đúng không? Hoặc là các cửa hàng quần áo. Vậy chúng ta sẽ có từ museum. Đó, museum. Đó là biến thành một cái bảo tàng. Ok, đó là phần B. Chúng ta vừa hoàn thành xong và các bạn đã gạch chân được các cái câu mà các bạn có thể nghe được trong cái băng nghe, đúng không? Trong cái file nghe. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần C. Read the conversation skill box, then listen and repeat. Bài này yêu cầu chúng ta là bây giờ thì hãy đọc cái hộp kỹ năng đàm thoại ở bên cạnh. Sau đó thì lắng nghe và nhắc lại nhé. Nào chúng ta cùng đọc. Conversation skill, kỹ năng đàm thoại. Asking for opinions. Khi mà muốn hỏi ý kiến, đúng không? To ask for your partner's opinion, say, what you think? What's your opinion? Vậy là khi muốn hỏi ý kiến của đối tác của bạn thì hãy nói rằng là what do you think? Bạn nghĩ sao, đúng không? Hoặc what's your opinion? Ý kiến của bạn là gì? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đọc lại câu này nhé. Conversation skill. Asking for opinions. What do you think? What's your opinion? Rồi, đó là phần C. Chúng ta sang phần D. Now, listen to the conversation again and number the phrases in the order you hear them. Bài này yêu cầu là bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại, đúng không? Và đánh số các cụm từ theo thứ tự mà bạn nghe được. Đây, chúng ta có hai cụm từ. Và cụm từ nào được nói trước thì các em đánh số 1. Còn cụm từ nào được nói sau thì các em sẽ đánh số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại đoạn hội thoại nhé. File nghe số 2, nghe lại.
listening. Listen to a conversation about preserving heritage. Hi, Jennifer. Is this a good time to talk about the project? Hi, Wong. Sure, let's talk in the conference room. So, we still have a few more weeks before we have to present our plan to the city. What do you think we should do? I think we should look at how much it will cost to preserve the old statues and buildings. What do you think? I agree. If it costs more than what we can make from tourism, I'm not sure we can preserve them all. You're right. And there's a company offering the city a lot of money to knock them down so they can build luxury apartments. It would be terrible to lose all those historical buildings. The pagoda and the statues are over 200 years old. We should definitely prevent them from knocking that down. Yes, the pagoda is the most popular tourist attraction in the area. What about the old apartments? They don't make much money. Teenagers mostly just go there to take photos for their social media. I've been thinking about that. I think we should change the empty apartments into clothes stores or even a museum. It was a popular idea in my city. And we can keep the original look of the outside of the building. What's your opinion? Great idea. I believe that will work. Okay, I'll go back to my desk and type up the plan. Rồi, vậy sau khi nghe đoạn hội thoại thì các em thấy rằng là cụm từ nào được nhắc đầu tiên nhỉ? Các em sẽ cùng nhìn vào phần transcript và chúng ta sẽ thấy rằng rất là rõ ràng, đúng không? Cụm từ đầu tiên được nhắc đến, chúng ta sẽ nghe thấy đó chính là cụm từ What do you think? Đó, what do you think? Đây sẽ là cụm đầu tiên, chúng ta sẽ đánh số 1. Đó, và cụm tiếp theo đó là cụm What's your opinion? Vậy các em sẽ thấy rằng ở đoạn cuối, đoạn hội thoại của bạn Quân, bạn ấy có nói đây, What's your opinion? Ý kiến của bạn thì sao? Đúng không? Is this E number 2? Và đó chính là số 2. Hai cụm từ được nhắc đến, What do you think? Và What's your opinion? Rồi, đó là phần D. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp tục sang phần E. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài. In pairs, do you think it's better to preserve old buildings or knock them down to build new ones? Why? Bài này có câu hỏi như sau. Hãy làm việc theo cặp, đúng không? Bạn nghĩ là tốt hơn nên bảo tồn các tòa nhà cũ hay là phá bỏ chúng để xây dựng những tòa nhà mới? Tại sao? Vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta có nên bảo tồn những tòa nhà cũ không nhỉ? Chúng ta thấy rằng là nếu mà là các tòa nhà cũ mà mang một cái giá trị lịch sử của đất nước, đúng không? Thì nên bảo tồn để trở thành một cái nơi tham quan, đúng không? Còn đối với các tòa nhà cũ thông thường thì nên phá đi để xây dựng những tòa nhà mới để làm nhà ở cho người dân chẳng hạn, đúng không? Đó, vậy chúng ta có thể trả lời như sau. Đầu tiên là với những tòa nhà mà mang một cái ý nghĩa lịch sử của đất nước thì các bạn nên giữ lại nhá, chúng ta nên giữ lại. Rồi, chúng ta sẽ vào phần listening E. Chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? I think if is old building, if is old building, with historical value, with historical. Những tòa nhà cũ mang cái giá trị lịch sử, đúng không? They should be preserved. They should be preserved. To become places. To become places. To visit. And for
ordinary old building. They should be demolished. Demolished. To build new buildings. To build new buildings. To make houses for people. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại nhé. Vậy nếu mà các tòa nhà cũ mang giá trị lịch sử đất nước, đúng không? Thì chúng ta nên bảo tồn để trở thành một cái nơi để tham quan. Và nếu mà những cái tòa nhà đó là một tòa nhà thông thường thôi, thì chúng cũng nên được phá hủy, đúng không? Để xây dựng những tòa nhà mới để làm chỗ ở cho người dân, để làm nhà cho người dân. Rồi, chúng ta có thể nói như sau. I think if it's old buildings with historical value, they should be preserved to become places to visit. And for ordinary old buildings, they should be demolished to build new buildings to make houses for people. Rồi đó là phần listening. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần grammar, ngữ pháp. Chúng ta cùng nhìn vào phần ngữ pháp. Should. Chúng ta học should là nên, đúng không? Nên làm gì? We can use should to give advice and reach agreement in a group. Chúng ta có thể sử dụng từ should để đưa ra lời khuyên và đạt được thỏa thuận trong một nhóm. Ví dụ, should we fix the statue or replace it? I think we should fix it. Câu này có nghĩa là chúng ta nên sửa bức tượng hay là thay thế nó đi, đúng không? Câu trả lời là gì? Tôi nghĩ chúng ta nên sửa nó. Hoặc là should we put up signs or high security? In my opinion, we should high security. Câu này có nghĩa là chúng ta nên đặt biển báo hay là thuê bảo vệ, đúng không? Theo tôi thì chúng ta nên thuê bảo vệ. Bây giờ các em sẽ cùng nhau làm phần A. Look at the picture. What do you think the men are saying? Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ là những người đàn ông đang nói điều gì? Đây, chúng ta có hai người đàn ông. Chúng ta thấy rằng đầu tiên là người đàn ông này có nói là gì nhỉ? Đầu tiên là nên sửa, đúng không? Chúng ta nên sửa hay là phá bỏ cái chung cư này đi. Đó. Vậy người này nói là gì nhỉ? Đây, các bạn nhìn thấy có một cái nút cũng like đây, đúng không? Vậy là tôi nghĩ là chúng ta nên sửa chữa nó, sửa chữa chúng, đúng không? Đó. Bây giờ người này đầu tiên hỏi là gì? Chúng ta nên sửa hay là đập bỏ chung cư cũ, đúng không? Rồi, vậy chúng ta người này có thể nói là should we chúng ta có từ sửa là repair. Should we repair? Đây là the old apartments, đúng không? The old apartment. Đó. Chúng ta nên sửa cái chung cư cũ hay là, đúng không? Or mình có từ phá bỏ là knock down, vậy chúng ta sẽ dùng là knock them down. Đó. Bây giờ người B nói là gì nhỉ? Cái người đàn ông còn lại nói là gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên sửa chữa chúng, đúng không? I think we should repair them. Tôi nghĩ là chúng ta nên sửa chữa chúng. Đó, bây giờ chúng ta cùng làm phần B. Now, listen and check your ideas. Bây giờ hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của mình, xem ý tưởng của mình có giống như vậy không? Giống với băng hay không? Phải nghe tiếp theo là số 4. Grammar. Should we repair the old apartments or knock them down? I think we should repair them. Rồi, vậy là chúng ta
Đầu tiên là người cậu này đúng không? Người đàn ông này có hỏi là chúng ta nên sửa hay đập bỏ chung cư cũ đi? Và người này nói là gì? Tôi nghĩ là chúng ta nên sửa chữa chúng. Nào phần C, listen and repeat. Hãy lắng nghe và lặp lại. Chúng ta cùng nghe. Grammar. Should we repair the old apartments or knock them down? I think we should repair them. Rồi. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần grammar. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nghiên cứu sâu thêm về phần grammar này và làm các bài tập liên quan trong trang tiếp theo. Nào, chúng ta vào phần chúng ta sẽ đọc các phần lý thuyết trước, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Grammar form and practice. Should, nên, đúng không? I, you, we, they should repair the pagoda. Shouldn't knock it down. Vậy đầu tiên là có các chủ ngữ, ví dụ như I, you, we, they, đúng không? Đó, should là nên, nên sửa chùa này, hay là không nên đập nó đi, đúng không? Đó, vậy chúng ta thấy rằng sau từ should hoặc shouldn't thì các bạn sẽ cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu. Hoặc là he, she, it should put up signs or shouldn't damage it. À, anh ấy, cô ấy hoặc nó thì cũng thể dùng là should là đưa ra, nên đưa ra các biển báo, hay là không nên làm hỏng nó. Đó. Vậy các bạn thấy rằng là chủ ngữ nào, đúng không? Chủ ngữ nào thì cộng với từ should, sau từ should hoặc shouldn't thì cũng cộng với động từ đang ở dạng gì? À, dạng nguyên mẫu nhá. Đó. Tiếp tục. What should we do to clean up national parks? Chúng ta nên làm gì để làm sạch vườn quốc gia? Hay là what should country do to protect sites? À, các quốc gia thì nên làm gì để bảo vệ các địa điểm, đúng không? Đó, vậy chúng ta thấy rằng là có should này, có chủ ngữ này. Đó, sau đó đến động từ ở dạng nguyên mẫu nhé. Tiếp tục. How should they preserve natural places? Câu này có nghĩa là làm thế nào họ nên bảo tồn những nơi tự nhiên? Hay là how should we raise awareness? À, làm thế nào họ nên bảo tồn? À, chúng ta nên nâng cao nhận thức như thế nào? Awareness là nhận thức các em nhé. Hoặc chúng ta có câu hỏi mà không có từ để hỏi, chúng ta có thể nói như sau. Should company have repaired the old building? Câu này có nghĩa là các công ty có nên giúp sửa chữa các tòa nhà cũ hay không? Hay là should school teach students about them? À, các trường học có nên dạy học sinh về chúng hay không? Đó, đấy là các công thức, đúng không? Chúng ta thấy rằng công thức là sau should thì các em đều cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu các em nhé. Note, ghi chú, các em sẽ cùng xem. We often say I think when giving your opinion to someone with similar knowledge and experience. Câu này có nghĩa là chúng ta thường nói là I think khi mà đưa ra quan điểm của mình với một ai đó, đúng không? Với cùng một ai đó mà có cùng kiến thức và kinh nghiệm. Đó. Bây giờ các em sẽ cùng nhau làm phần A. Unscramble the sentences. Hãy sắp xếp lại các câu sau đây. Ví dụ câu thứ nhất. What should people do to promote tourism? Câu này có hỏi là mọi người nên làm gì để quảng bá du lịch? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang các câu tiếp theo. Number 2. Câu thứ hai là một câu khẳng định nhé. Câu khẳng định. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Đầu tiên chúng ta có chủ ngữ I viết hoa. Đó, đây, từ I viết hoa ở góc này này. Đó, vậy từ I chúng ta sẽ được để đầu tiên. I. Trong bài này có từ parks đứng cuối này. Đó, vậy thì chúng ta thường có là national park này, đúng không? Và chúng ta có từ think thì phải nói là I think trước. Đó, tôi nghĩ rằng. Vậy tôi nghĩ rằng cái gì? Bây giờ đến chủ ngữ trong vế thứ hai nhá. Sau think thì phải đến một cụm, một mệnh đề mà. I think we. Đó, tôi nghĩ là chúng ta. Bây giờ trong bài này phải dùng should, vậy chúng ta sẽ dùng should ở đây. Đó, vậy I think we should. Sau should dùng động từ nguyên mẫu nhé.
Động từ nguyên mẫu chúng ta có sẽ là từ limit. Limit. Đó, vậy I think we should limit. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giới hạn. Giới hạn cái gì? Đó. Mình có national park và các công viên quốc gia này. Về giới hạn cái gì chúng ta còn? Chúng ta còn visitor này, khách du lịch này, đúng không? Number, à. Vậy là tôi nghĩ rằng chúng ta nên giới hạn số lượng khách du lịch đến các công viên quốc gia nhé. Đến các vườn quốc gia đấy. I think we should limit the number of visitor. Đó, the number of visitor chính là số lượng. The number of visitor. To a national park. Đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giới hạn số lượng du khách đến các vườn quốc gia nhé. Đến các vườn quốc gia. Rồi, đấy là câu thứ hai. Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Chúng ta có university đứng trước. Vậy để university. Đó, các trường đại học, đúng không? Bây giờ đến tiếp tục should. Động từ, đúng không? Động từ sau từ should, động từ nguyên mẫu là từ teach luôn. Should teach. Các trường đại học thì nên dạy, đúng không? Nên dạy cái gì? Chúng ta có từ buildings đứng cuối. Vậy thì sẽ đi cùng với nó là old building. Nhá, vậy chúng ta còn là to này. Preserve how old building. À, vậy câu này ý là các trường đại học thì nên dạy cách bảo tồn các tòa nhà cũ nha. Vậy cách bảo tồn các bạn sẽ dùng là how to. Đó, cách làm gì nhá? How to. Vậy là should teach how to. Đến động từ nguyên mẫu là từ preserve. Preserve. Đó, old buildings. Các trường đại học nên dạy sinh viên đấy, đúng không? Cách bảo tồn các tòa nhà cũ. Ok, next number 4. Câu số 4. Bây giờ chúng ta thấy là từ how viết hoa. Vậy từ how đứng trước. Đó. How này. Bây giờ là câu hỏi này. Đúng không? Có từ size thì chúng ta sẽ có là heritage site rồi này. À, các di sản này, đúng không? Vậy how should heritage site đứng cuối nhá. Vậy chủ ngữ sẽ là how should we. How should we. Động từ nguyên mẫu là, động từ nguyên mẫu nhé, là prevent. Chúng ta nên làm gì để ngăn chặn. Ngăn chặn ai đây? Hay ngăn chặn cái gì, đúng không? À, ngăn chặn mọi người trong việc phá hủy các di sản, phá hoại các di sản đây này. Thì chúng ta sẽ dùng là how should we prevent people? Đó. Từ việc gì các em sẽ dùng từ from. Vậy sau from phải dùng một danh động từ ở đây. Và danh động từ chúng ta có là damaging. From damaging heritage site. Heritage site. Đó. Vậy câu này hỏi là chúng ta nên làm gì, làm thế nào, đúng không? Chúng ta nên làm thế nào để ngăn chặn người dân phá hoại các di sản. How should we prevent people from damaging heritage sites? Rồi, and the last one, number 5. Và câu cuối cùng, chúng ta cùng xem nhá. Chúng ta có từ heritage. Vậy là heritage site làm chủ ngữ luôn. Heritage site. Đó, các khu di sản, đúng không? Các khu di sản bây giờ đến. À, có should này. Sau should đến động từ nguyên mẫu thôi. Động từ nguyên mẫu có là từ have. Đó. Các khu di sản nên có. Nên có cái gì? Mình có từ container. Container là một cái thùng. Vậy chúng ta có trash container là thùng rác này. Vậy chúng ta còn một cụm từ là lots of. Vậy thì chúng ta sẽ nói là
heritage sites should have lots of trash container, trash container. Đó, vậy là các khu di sản thì nên có nhiều thùng rác. Heritage sites should have lots of trash containers. Ok, đó là bài phần A. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần B. Match the beginning and end of the sentences. Then read the sentences to your partner. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nối đầu và cuối của câu, sau đó thì đọc các câu cho đối tác của bạn. Đọc các câu cho bạn của bạn ấy, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Number one, young people should learn about the historical places in the country. Câu này có nghĩa là các bạn trẻ thì nên tìm hiểu về các di tích lịch sử của đất nước mình. Bây giờ chúng ta sang phần number two. City shouldn't da da. Các thành phố thì không nên. À, các thành phố thì không nên cái gì đó. Bây giờ chúng ta xem nhé. A này. Chúng ta có là gì? Pass the law to stop building a natural heritage site. Thông qua luật để ngừng xây dựng tại các khu di sản thiên nhiên. Các thành phố không nên thông qua luật. Không nên thì không thể không nên thông qua luật dừng được, đúng không? Đáp án A không đúng. Chúng ta xem đáp án C. Let company knock down historical buildings. À, cho phép các công ty phá bỏ các tòa nhà lịch sử, đúng không? Vậy các thành phố không nên gì? À, không nên cho phép, đúng không? Không nên cho phép các công ty phá bỏ các tòa nhà lịch sử. Đó, câu này có vẻ rất hợp lý nhé. Không nên cho phép các công ty phá bỏ các tòa nhà lịch sử. Vậy câu số 2 các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án C. Next, number 4. National park shouldn't. Number 3. Câu số 3 trước ạ. Tourism companies should. Câu số 3 là các công ty du lịch thì nên. Vậy công ty du lịch thì nên làm gì? Đáp án A là nên thông qua luật để dừng cái việc xây dựng tại các khu di sản thiên nhiên. Không được, đúng không? Nên đáp án D này, promote the historical sites in the country. Đáp án D là quảng bá các di tích lịch sử ở đất nước của họ. À, vậy các công ty du lịch thì chắc chắn là phải nên quảng bá các di tích lịch sử rồi, đúng không? Vậy đáp án câu số 3, các em sẽ chọn đáp án D. À, nên quảng bá các di tích lịch sử ở đất nước của họ. Ok, number 4. National park shouldn't. Các công viên quốc gia thì không nên làm gì? Không nên làm gì đây? Chúng ta có đáp án A là các di tích quốc gia thì không nên thông qua luật để dừng việc xây dựng tại các khu di sản thiên nhiên. Không đúng, đúng không? Hay là đáp án E, allow visitors to feed the wild animals in the park. Cho phép các du khách cho động vật hoang dã ăn trong công viên. Đúng rồi. Vậy các di sản, các công viên quốc gia, đúng không? Các vườn quốc gia thì không nên cho phép du khách nhé. Không nên cho phép du khách mà cho động vật hoang dã ăn ở trong vườn nhé. Không được. Vậy bởi vì chúng ăn xong thì chúng có thể là gặp các loại bệnh đó. And the last one, number 5. The government should. Chính phủ nên. Vậy chúng ta còn đáp án cuối cùng, đáp án A. Chính phủ nên pass a law to stop building in natural heritage sites. Chính phủ nên thông qua luật ngừng xây dựng tại các khu di sản thiên nhiên. Rồi, đáp án này hoàn toàn chính xác. Chính phủ nên thông qua luật ngừng xây dựng nhé, tại các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu di sản thiên nhiên, đúng không? Rồi, ok, đó là phần B. Bây giờ chúng ta sang phần C. Chúng ta đọc yêu cầu phần C như sau. In pairs, what are some natural or historical places in your area that are getting older or damaged or dirty? Which ones do you think should be preserved?
Bài này yêu cầu như sau. Hãy làm việc theo cặp này, đúng không? Đây là một số địa điểm tự nhiên hoặc là ở đâu, đúng không? Đâu là một số địa điểm du lịch tự nhiên hoặc là mang tính lịch sử ở trong khu vực của bạn đang trở nên cũ kỹ hoặc là hư hỏng hoặc là bẩn thỉu. Vậy những cái nào bạn nghĩ là nên được bảo tồn? Ví dụ, the pagoda is damaged. I think we should preserve it. Should we preserve the old cafes? Đầu tiên người này có nói là gì nhỉ? À, ngôi chùa thì bị hư hỏng đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta nên bảo tồn nó. Bây giờ người kia nói là gì? À, có nên bảo tồn những quán cà phê ngày xưa không? Đó, những quán cà phê cũ hay không? Đó, bây giờ chúng ta có thể lấy một câu ví dụ. Ví dụ như là do đã xây dựng từ chiến tranh, từ thời chiến tranh, đúng không? Từ thời kháng tranh, từ cái thời chiến tranh kháng chiến chống Pháp đi. Nên là cái bảo tàng đã bị cũ và hư hỏng. Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta nên bảo tồn nó, đúng không? Đó. Tất nhiên là cái viện bảo tàng là thuộc về một cái khu vực, một cái khu vực của thành phố, đúng không? Của một quốc gia. Do vậy nên cái việc đó là phải bảo tồn các em nhé. Ví dụ chúng ta có thể nói, đây là phần Gramercy. Đây chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Because it was built during the war. During the war. A resistance against the French. The museum. Was old and damaged. Đó, cái bảo tàng đã rất là cũ và đã bị hư hỏng đúng không? I think we should preserve it. Đó, tôi nghĩ là chúng ta nên bảo tồn nó, đúng không? Rồi chúng ta sẽ nói lại như sau. Because it was built during the war of resistance against the French, the museum was old and damaged. I think we should preserve it. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong phần Gramercy. Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển tiếp tục sang phần pronunciation, về kỹ năng phát âm. Intonation, âm điệu. A. We use right for intonation when we both right choice options. Câu này có nghĩa là chúng ta nên sử dụng ngữ điệu tăng, giảm, đúng không? Khi đưa ra các phương án lựa chọn. Ví dụ, should we fix the stage or replace it? Đó, câu này nghĩa là chúng ta nên sửa bức tượng hay là thay thế nó, đúng không? Vậy chúng ta tăng lên sau đó, sau cái từ or thì các bạn lại giảm xuống. Hoặc là should we use buses or cars? Chúng ta nên sử dụng xe buýt hay là ô tô? Đó. Vậy đấy là cái ngữ điệu khi mà đưa ra lựa chọn, hai lựa chọn với nhau nhé. B. Listen to the sentence and focus on how the intonation raises then falls. Bài này yêu cầu chúng ta là bây giờ hãy nghe các câu nói và tập trung vào cách ngữ điệu lên xuống. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe. File nghe số 5. Pronunciation. Should we put up signs or hire security? Đó. Vậy chúng ta nghe thấy rằng là gì nhỉ? Băng có đọc là gì? Should we put up signs or hire security? Đó. Chúng ta nên đặt biển báo hay là thuê bảo vệ, đúng không? Rồi, C.
Listen and cross out the sentence with the wrong intonation. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và gạch bỏ những câu có ngữ điệu sai nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe phải nghe tiếp theo. Pronunciation. Should we preserve the old buildings or knock them down? Should we prevent people from cutting down trees or put up signs saying, don't leave trash? Rồi, vậy chúng ta vừa nghe xong. Vậy chúng ta thấy rằng câu thứ nhất có đọc là gì nhỉ? Should we preserve the old buildings or knock them down? Đó, vậy họ có tăng ngữ điệu lên, đúng không? Và sau từ or, họ có giảm ngữ điệu xuống. Nhưng câu số 2, chúng ta sẽ nghe rằng là gì nhỉ? Should we prevent people from cutting down trees or put up signs saying don't leave trash? Vậy trong câu này thì cái ngữ điệu đã giảm, đúng không? Đã giảm xong rồi lại tăng lên. Đó, cái chỗ phần cuối là don't leave trash thì nó tăng lên. Do vậy nên cái câu thứ 2 này thì ngữ điệu làm sao nhỉ? À, ngữ điệu đã sai mất rồi. Đúng không? Câu số 2 ngữ điệu bị sai. Bởi vì người ta đã tăng ngữ điệu ở cuối, tăng ngữ điệu vào cái từ don't leave trash. Do vậy nên câu số 2 đã bị sai. Và trong câu thứ nhất thì ngữ điệu đã đúng. Câu thứ nhất chúng ta sẽ đọc lại như sau. Should we preserve the old buildings or knock them down? Câu này có nghĩa là chúng ta nên bảo tồn các tòa nhà cũ hay là đập bỏ chúng đi, đúng không? Câu thứ hai. Should we prevent people from cutting down trees or put up signs saying don't leave trash? Câu này có nghĩa là chúng ta có nên ngăn chặn mọi người chặt cây hoặc là đặt các biển báo là không vứt rác hay không? Đó, rồi, đó là phần C. Bây giờ các em sang phần D. Read the sentences with the correct intonation to a partner. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy đọc các câu với ngữ điệu chính xác với bạn của mình. Rồi, vậy bây giờ các em sẽ cùng nhau đọc lại tất cả những câu này nhé. Should we fix the statue or replace it? Should we use buses or cars? Should we put up signs or high security? Should we preserve the old buildings or knock them down? Should we prevent people from cutting down trees or put up signs saying don't leave trash? Rồi, đó là phần pronunciation. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần practice, thực hành. Chúng ta sẽ nhìn vào phần thực hành và đọc yêu cầu. A. Ask questions about the problems. Give your opinion using the possible solution or your own ideas. And then ask for your partner's opinion. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy đặt câu hỏi về các vấn đề, đưa ra ý kiến của bạn, sử dụng các giải pháp khả thi hoặc là ý tưởng của riêng bạn. Sau đó, hỏi ý kiến của đối tác của bạn. Ví dụ, how should we increase the number of paying visitors? I think we should teach students. What do you think? Should we teach students about our famous places or make TV shows about important sites? Đó, vậy chúng ta sẽ cùng xem các câu này có hỏi gì nhé. Câu đầu tiên có hỏi là làm thế nào chúng ta nên tăng số lượng khách truy cập trả tiền, đúng không? Vậy người thứ hai nói là gì nhỉ? À, tôi nghĩ chúng ta nên dạy cho học sinh, đúng không? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Vậy người thứ ba có nói là gì nhỉ? À, chúng ta có nên dạy cho học sinh về những địa điểm nổi tiếng hay là làm chương trình truyền hình về những địa điểm quan trọng hay không? Đó. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nhìn vào bảng dưới đây. Chúng ta có hai cột. Cột đầu tiên đó là các vấn đề cần giải quyết, problem to solve. Và cột số 2 là possible solutions, là những phương pháp khả thi có thể dùng, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem. Increase the number of paying visitors. Câu này có nghĩa là hãy tăng số lượng khách truy cập trả tiền. Đó. À, và cái giải pháp là gì? Teach students about our famous places. Make TV shows about important sites. Thứ nhất đó là dạy học sinh về những nơi nổi tiếng của chúng ta. Hoặc thứ hai là làm chương trình truyền hình về các địa điểm quan trọng. Prevent pollution of our heritage sites. Câu này có nghĩa là hãy ngăn ngừa ô nhiễm
các di sản của chúng ta, đúng không? Vậy chúng ta có các giải phương pháp khả thi như sau. Prevent tourists from using plastic bags or cups. Have lots of trash containers at the site. Make people pay if they throw trash. Chúng ta có 3 phương pháp như sau. Thứ nhất đó chính là ngăn chặn khách du lịch sử dụng túi ni lông hoặc là cốc. Thứ hai là có nhiều thùng rác, đúng không? Bố trí nhiều thùng rác ở các địa điểm du lịch. Thứ ba là bắt mọi người trả tiền nếu mà họ có vứt rác bừa bãi. Next one. Prevent damage to natural places or historical sites. Câu này có nghĩa là hãy ngăn ngừa thiệt hại cho các địa điểm tự nhiên hoặc là các di tích lịch sử. Prevent people from hunting animals. Prevent people from cutting down trees. Prevent people from touching historical things. Make people pay if they damage something. Chúng ta có các phương pháp như sau. Thứ nhất có thể là ngăn chặn người dân săn bắn động vật này. Thứ hai là ngăn chặn người dân chặt cây, đúng không? Thứ ba là hãy ngăn cản mọi người chạm vào những hiện vật lịch sử. Đó. Thứ tư đó chính là bắt mọi người phải trả tiền nếu mà họ làm hỏng cái thứ gì đó. Next one. Prevent people from knocking down historical buildings for constructing facilities, shops, hotels, or restaurants. Và cái vấn đề cuối cùng giải quyết đó chính là hãy ngăn chặn mọi người dân phá bỏ các tòa nhà lịch sử, đúng không? Để xây dựng cơ sở vật chất, ví dụ như là các cửa hàng này, các khách sạn hoặc là các nhà hàng. Encourage people to repair old buildings. Pass a law against construction. Draw own ideas. Chúng ta có các phương pháp. Thứ nhất có thể là hãy khuyến khích mọi người sửa chữa tất cả các tòa nhà. Thứ hai có thể là thông qua luật chống xây dựng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nêu ra ý tưởng của riêng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành đoạn hội thoại này nhé. Chúng ta sẽ dựa vào trong cái đoạn hội thoại mẫu người ta cho chúng ta. Đó, và chúng ta sẽ hỏi và trả lời với các thông tin liên quan đến trong bảng này nhé. Các bạn sẽ dùng cái thông tin ở trong bảng này để trả lời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời. Đầu tiên thì chúng ta có thể hỏi là làm thế nào chúng ta nên ngăn ngừa ô nhiễm các di sản của chúng ta chẳng hạn nhé. Đây, ô nhiễm các di sản đây. Trong cái phần vấn đề thứ hai cần giải quyết, chúng ta có thể nêu ra. Ok. Đó, sau thì người kia sẽ có thể trả lời là gì nhỉ? Có nên ngăn cản khách du lịch sử dụng túi ni lông, đúng không? Cốc. Hay là bắt mọi người phải trả tiền nếu mà họ vứt rác không? Đó, giống như trong cái phần giải pháp bên này chúng ta vừa đưa ra. Đó, và người kia, người thứ ba có thể nói là gì nhỉ? Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt mọi người trả tiền nếu họ vứt rác chẳng hạn, đúng không? Nếu họ xả rác bừa bãi thì phải trả tiền cho hành vi của mình. Đó, rồi. Vậy đây là phần practice A, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhá. Rồi, bây giờ người thứ A có nói là how should we prevent? Các em sẽ dùng luôn giống cái bên trên này nhá, nhưng mà thay bằng những cái từ ở trong cái bảng dưới này vào. How should we prevent pollution? Prevent pollution of our heritage site. Of our heritage site. Đó. Chúng ta nên làm thế nào, đúng không, để ngăn ngừa ô nhiễm các di sản? Bây giờ người B trả lời là Should we prevent tourists from using plastic bag? From using plastic bags, caps, or make people pay. Bắt người dân phải trả tiền, đúng không? Make people pay if they throw trash
Đó. Vì chúng ta có nên là ngăn cản khách du lịch sử dụng túi ni lông đúng không? Hay là cốc đúng không? Hay là bắt mọi người phải trả tiền nếu họ vứt rác không? Và người kia sẽ nói là gì? I think we should make people pay. If they throw trash. Đó, vậy tôi nghĩ là chúng ta nên bắt mọi người là trả tiền nếu mà họ có vứt rác bừa bãi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại một lần nhé. How should we prevent pollution at our heritage sites? Should we prevent tourists from using plastic bags, cap, or make people pay if they throw trash? I think we should make people pay if they throw trash. Đó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt mọi người phải trả tiền nếu họ có vứt rác, đúng không? Rồi, đó là phần A. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần B nhé. Phần B có yêu cầu như sau. Practice with your own ideas. Phần này yêu cầu chúng ta là hãy thực hành với ý tưởng của riêng bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêu một cái vấn đề, ví dụ như là làm thế nào chúng ta nên ngăn chặn thiệt hại cho di tích lịch sử tự nhiên chẳng hạn, đúng không? Rồi, chúng ta vào phần B. Bây giờ người A cũng là người hỏi. Các bạn có thể dựa phần này cũng được nhé. Đây, ngăn chặn việc phá hủy, làm hư hỏng, đúng không? Các di tích lịch sử tự nhiên chẳng hạn. Rồi, vậy đầu tiên chúng ta cũng hỏi giống như bên trên. How should... how should we prevent damage to a natural historical size? Đó. Bây giờ người B trả lời là I think tôi nghĩ là chúng ta nên cải tạo và xây dựng lại chẳng hạn nhé. I think we should, mình có từ cải tạo là renovate and rebuild. Đó, cải tạo và xây dựng lại. Kiểm tra thường xuyên sẽ là một cái thủ tục mà chính phủ hoặc các công ty phản hồi đúng không? Sự thường sử dụng nhất. Đó. Vậy chúng ta có thể nói là the regular check is the procedure the government or restaurant company most commonly used rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ thực hành lại phần này nhé. How should we prevent damage to natural historical sites? I think we should renovate and rebuild. The regular check is the procedure the government or restaurant companies most commonly use. Rồi, vậy đó là phần practice chúng ta vừa hoàn thành xong. Bây giờ Ken sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần speaking. Preserving our heritage. Phần này có yêu cầu là hãy bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta. Đó, các bạn sẽ nhìn vào phần đầu tiên, đó là phần A. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài nhé. In pairs, choose a World Heritage site from below or another site you know. List the possible problems the site may have. Example, not being famous, pollution, damage, etc. Discuss the best way of dealing with those problems to best preserve the site. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy làm việc theo cặp. Chọn một địa điểm di sản thế giới ở bên dưới hoặc là một địa điểm khác mà bạn biết. Liệt kê các vấn đề có thể xảy ra mà địa điểm có thể gặp phải. Ví dụ, không nổi tiếng này, hay là ô nhiễm này, hoặc là bị
hư hỏng này, vân vân. Và thảo luận cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề đó để bảo tồn địa điểm một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ có một số địa điểm trong sách giáo khoa, các em có thể nhìn thấy. Imperial Citadel ở Thăng Long, Hà Nội. Thứ nhất đó chính là Hoàng Thành Thăng Long, đúng không? Ở Hà Nội. Hội An Ancient Town, Hội An. Thứ hai đó chính là phố cổ Hội An, thuộc về Hội An. Huế Monuments, Huế. Đây là Cung Thành Huế, đúng không? Thuộc về Huế. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái vấn đề, ví dụ như chúng ta chọn phố cổ Hội An đi nhá. Vậy các vấn đề mà phố cổ Hội An có thể gặp phải có thể như là ô nhiễm môi trường, đúng không? Do xả rác du lịch này, hay là rác thải sinh hoạt này, đúng không? Hay là ở Hội An thì các em thấy rằng hay là có bão, đúng không? Vậy bão có thể là gây lũ lụt, đúng không? Hoặc là có thể như là sự biến đổi bồi tụ của các dòng sông gây sạt lở bờ sông này, đe dọa đến các làng mạc ven sông và cả cái khu phố cổ Hội An này. Đó. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nêu ra các vấn đề, đúng không, mà phố cổ Hội An có thể gặp phải trước nhé. Chúng ta sẽ nói về phố cổ Hội An. Rồi, đây là phần speaking A. Kỹ năng nói. Đầu tiên chúng ta sẽ nêu các vấn đề mà phố cổ Hội An sẽ gặp phải. Vậy chúng ta sẽ nói là the possible problems. Hội An Ancient Town. May have. Các vấn đề mà có thể gặp phải. Thứ nhất đó chính là pollution of the environment. Due to littering, tourism, and domestic waste. The next one, storm cause flooding. Next one, the transformation and accretion of river and flow. Course river bank erosion threatening the villages along the river route and even the old quarter. Ok. Đó, vậy thì chúng ta có các vấn đề mà có thể gặp phải. Thứ nhất là ô nhiễm môi trường do rác thải du lịch hoặc là rác thải sinh hoạt. Thứ hai là bão gây lũ lụt. Thứ ba là sự biến đổi bồi tụ của các dòng sông và gây sạt lở bờ sông, đúng không? Và dòng chảy đấy có thể gây sạt lở bờ sông này, đe dọa đến các làng mạc ven sông và có thể là thậm chí là cả cái khu phố cổ nữa. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói lại nhé. The possible problems Hội An Ancient Town may have. The first one, pollution of the environment due to littering tourism and domestic waste. The second one, storms cause flooding. And the last one is the transformation and accretion of rivers and flows cause riverbank erosion, threatening the villages along the river route and even the old quarter. Okay, next one. Rồi,
Phần tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận những cái phương pháp tốt nhất để đối mặt với những cái vấn đề đó là gì, đúng không? Vậy thứ nhất thì có thể là gì nhỉ? Nâng cao ý thức cộng đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên. Và thứ hai là chúng ta sẽ có thể là bắt mọi người trả tiền nếu mà họ vứt rác, đúng không? Đó, vậy chúng ta sẽ nói the best way, cái cách tốt nhất. The best way of dealing with those problems. With the problem. Okay, the first one, raise a community awareness. Đó chính là tăng cái nhận thức cộng đồng này. Raise community awareness in dealing with the natural environment. The natural environment. And the last, and the second one is make people pay. Make people pay if they throw trash. Make people pay if they throw trash. Okay. Rồi. Đó, vậy thì cách tốt nhất, thứ nhất là sẽ nâng cao ý thức cộng đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên. Và thứ hai là bắt họ trả tiền, đúng không? Bắt mọi người trả tiền nếu mà họ có vứt rác. Rồi chúng ta sẽ nói lại như sau. The best way of dealing with those problems. The first one is raise community awareness in dealing with the natural environment. And the second one is make people pay if they throw trash. Rồi và đó là các giải pháp đưa ra, đúng không? Bây giờ các em sẽ cùng làm phần tiếp theo, phần B. Join another peer and tell them the side you chose. Share the problems you think it may have and your solutions. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy tham gia một cặp khác và cho họ biết là địa điểm của bạn đã chọn là địa điểm nào. Chia sẻ cái vấn đề bạn nghĩ nó có thể có và cái giải pháp của bạn đưa ra. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào trong cái phần speaking A này để các em thảo luận với các nhóm khác em nhé. Đó, chúng ta đã có các vấn đề có thể xảy ra là gì rồi, đúng không? Và cái cách tốt nhất để đối mặt với những vấn đề này là gì? Các em đã đưa ra trong phần speaking A rồi. Rồi, ok. Vậy buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy trước khi kết thúc bài học thì các em sẽ xem lại rằng là chúng ta đã học được những kiến thức nào trong bài ngày hôm nay nhỉ? À, đầu tiên thì chúng ta đã học được các từ mới liên quan đến việc bảo vệ các di sản thiên nhiên, đúng không? Di sản lịch sử. Ví dụ như có các từ prevent, preserve, historical, knock down, statue và pass along. Đó. Và phần nghe thì các em cũng được nghe các thông tin liên quan đến việc đến một cái dự án bảo tồn. Đó. Đây. Và trong phần kỹ năng giao tiếp thì các em đã được học cách hỏi về một ý kiến của ai đó, dùng các cụm từ như what you think or what's your opinion. Đó. Và trong phần ngữ pháp ngày hôm nay các em đã được học về should, nên, đúng không? Khi mà đưa ra lời khuyên cho ai đó hoặc là khi đạt đến một thỏa thuận trong một cái nhóm nhỏ đó. Và trong phần phát âm thì các em cũng đã được học cách khi mà sử dụng, đúng không? Chúng ta sẽ tăng âm lên, đúng không? Tăng ngữ điệu khi mà có những lựa chọn trong một câu hỏi. Và phần thực hành ngày hôm nay chúng ta cũng đã được hỏi và trả lời liên quan đến những vấn đề và các giải pháp đưa ra là gì. Vậy bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye!